Hello, mình xin chào các bạn. Hôm nay mình vào bếp làm món bánh mì thịt tại nhà. Thì nguyên liệu ở nhà mình thì có gì làm nấy. Ở đây thì mình có chả lụa với lại thịt nguội, bạc tê, bơ. Thì thịt nguội với lại ba tê với chả lụa thì mình tự làm ở nhà. Đừng từ giã đêm nay hỡi người, một lời nói cho hồn ra rời. Giờ nước mắt lăng trên bờ môi, đừng vội vã chia lìa giữa đời. Một tiếng không thay cho tiếng cười, người có biết trong ta hồn đang ta tơi. Mùa hạ đã trôi về dĩ vãng, mùa vàng cũng đi vào quên lãng. Ngồi đợi gió đưa mây về chốn cũ, về đâu